Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Monster Legend. Mình là Thanh Ezzy đây. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì mình đã có cho được một số con lên level 100 rồi. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là Talika. Talika level 100 khá là khỏe. Mình đã trang bị cho những cái runner của team speed và team stamina. Lượng speed của nó, lượng máu của nó lên 35.000 này, stamina lên 166, speed là 3.900. Nó có thể boost cho cả team luôn, khá là hay. Nếu mà mình sẽ vào trong cái phần mình sẽ đi theo phần nào đây, chúng ta có phần adventure map cũng được. Adventure map thì chúng ta sẽ đấu với một con boss ở phía trên. Ở đây thì mình sẽ chọn cái team, nó có hai way. Mình sẽ chọn một cái team lạ lạ một chút. Mình có Bronte. Bronte cũng cấp 100 rồi. Mình sẽ bỏ cái con, mình rất thích cái con này nhưng mà nó khỏe bá quá. Và mình sẽ dùng con Talika. Talika cũng khá là hay. Được rồi, mình sẽ vào Talika sử dụng trong cái trận này đi. Nó tăng tốc độ cho cả team lên rất ổn. Phải nói rất ổn. Ok, chúng ta khả năng stun một con. Stun nó phát. Khả năng stun thứ hai là chiêu đầu tiên, nhưng mà không được extra turn thôi. Đấy, tốt. Và mình sẽ búp lên này anh em. Khả năng stun on. Một con dính chứ à? Bronte. Đây là một team chuyên gia stun à? Wow, toàn stun on thôi. Gõ một cái này có chết đâu. Hồi 5k máu à? Mất lượt. Hồi 2 lần 5k máu, vị trí sẽ là 10.000 máu. Khá là hay ho đấy. Mình có thể đánh đam không nhở? Mình có thể đánh đam được. Đây tạo lớp siêu, tạo lớp giáp. Vì giết con này trước này nó hồi máu hơi mệt. Talika thì... ơi trời ơi. Dậm này. Hoành tráng. Bây giờ bắt đầu sẽ tấn công mình. Đánh con này còn xịt cơ. Hồi máu, con này sao hồi máu này. Rồi mình sẽ dồn cái chiêu cuối cùng vào cả hai con này. Ok, 9-6. Ngắc ngoài luôn. Talika thì nó có chiêu cuối kháng, tăng khả năng hồi stamina lên một chút cho cả team à? Đúng không? Cho cả team luôn. Tốt phết. Rồi. Mình sẽ dùng Bronte. Mình có chiêu lan không nhỉ? Không có. Mình sẽ gõ con nào đây? Cho gõ con này chết đi. Dậm này. Mình có Mega. Hình như mình có Mega Stun đúng không? Rất là ngon. Cooldown Extra Turn cộng thêm 33 năng lượng nữa, quá ngon. Thêm Extra Turn nữa là hánh 2 lần rồi đấy. À không, chơi không có Extra Turn. Mình dùng tất cả chiêu đây. Ở đây đã qua cửa 1 chưa nhỉ? Chưa qua cửa, lâu thế. Đam này khá là yếu. Mình không có trang bị runner xịn cho nó lắm. Next Quay mãi mới sang Next Quay này. Đậu xanh. Đậu xanh rau muống. 10k dồn đam. Con này hồi năng lượng rất là tốt, phải nói rất là tốt. Stun on. Nhớ là có 2 lần stun đúng không? Sao nó chỉ có 1 lần stun là sao ta? Chiêu đầu tiên của mình nhớ là có stun 2 lần mà. Đây là Mega Stun. Nó stun rồi mà. Phí, hơi phí. Được rồi, mình cũng còn chiêu này thôi. Con này có vẻ nguy hiểm này. Đánh ơi, đánh lên trước. Ở chiêu này thì khác dựa hồi máu cho team thôi. Hồi 3% máu cho cả team. Cũng ổn đúng không? Đập nó. Nhìn đập của ấy sướng quá. Con này sẽ dùng ma thuật 5k máu. Xong 7k4. Yếu quá. Không chết là sao ta? Khỏe nhờ. Chẳng qua team này yếu quá rồi. Nếu mình dùng cái team chuyên đánh boss thì nó sẽ khác. Nhưng thế nó chán. Chắc team mình sẽ đổi Talisca lại thôi. Talisca cho để cấp 100 là cũng là hợp lý rồi. Xịt kìa. Hồi mana liên tục kìa, ngon vãi. Mình thích cái chiêu đấy.
anh em gần như không giờ thiếu mana năng lượng để đánh nhau, không cần nữa, nó bị stun rồi mà không đánh được mình đâu. Một bổ có một con này đam gọi là tạo ổn Bronte các thứ ra xong rồi mình sẽ đi đấu boss đi. Total score và chúng ta được một cái team speed level 5. Nói chung là con này nó cũng búp khá nhiều speed, búp stamina cho team cũng khá là ổn. Chúng ta sẽ có food nhân 18.000 này, mở trong ngày thường ra rất là nhiều thứ hay. Đây rồi, đánh boss thì chúng ta cần phải sử dụng một cái team chuyên đánh boss của mình. Chúng ta có một team chuyên đánh boss. Ok, team này thì không thể đấu được. 1, 2, 3, team chuyên đánh boss đâu. Con đầu tiên trong Inheritor rất là khỏe. Con thứ hai trong team chuyên đánh boss của chúng ta sẽ là Chrysandre. Và thành viên không thể thiếu đó chính là con băng giá này. Chrysandre sẽ được đánh trước và nó sẽ bleeding. Nhiệm vụ là bleeding. Đã dính. Chúc mừng. Chiêu này dính nữa thì quá tốt. Có vẻ cũng như đã dính chiêu rồi. Và Mega Fraser thì gần như không thể xịt. Gần như 100% sẽ trúng. Nó trừ đam cho như thế kia. Không khác gì là nó đánh đánh như thế này thì quá thấm. Đánh hơn cả Grab. Yếu hơn cả Grab rồi. Càng nhiều máu càng chết, thế thôi. Nhìn chung như vậy, càng nhiều máu càng chết. Vả. À, mình có strong tay chứ. Đây là một hệ lá. Quá khổ. Quá nhỏ. Cho được bắn lọ. Mình đã còn yếu rồi, còn bị một team khỏe đập cho như gì thế này. Boss vẫn chỉ khá được một số chiêu cơ bản thôi. Còn đâu thì nó vẫn thế. Chém. Cứa. Lại còn quay ngược thời gian nữa chứ. Ủa gần chết. Inheritor đánh cho một phát 27.000 à. Thốn nhờ. Ok, sẽ cho thêm 11 game này. Rồi được rất là nhiều game nhé. Khi đánh cái này mình rất là thích luôn. Nó cho mình rất là nhiều game. Rất là vui. Rồi, cho sẽ đánh nào. Và chúng ta sẽ có cái gì đây? Game không? Không có game rồi. Nó chỉ cho mình 18.000 phút thôi. Đánh xong con boss đây. Yeah. Cho sẽ chuyển sang một cái hòn đảo mới. Mình còn 2 trận trong này nữa này. Ok, chắc mình sẽ dùng lại con ấy thôi. Không, mình không dùng tin này nữa. Mình rất thích đánh hiệp sĩ này. Đó. Rất thích đánh luôn. Nếu được tăng đam nó thì rất là tốt. Tăng đam rất là tốt. Và khả năng cái gì tăng đam thì nó rất là ngon rồi. Và khả năng hồi năng lượng cũng ổn đúng không? Mình có hồi năng lượng cho nó được đúng không? Đó. Đây là một cái team để kết hợp để mình đang tìm test xem. Tăng đam lên này. Rất tốt. 100% đam mình sẽ giết con nào trước nhỉ? Con này đi. Epic Quest 15k. Tăng gấp đôi đam cơ mà. Wow, chết luôn. Ủa ơi 18.000. Hợp đấy. Hợp để đánh nhau đấy anh em. Chết luôn. Xong mày này 20k. Thấm. Nhưng vấn đề bọn này thì không thấm lắm. Mình phải đợi Epic Quest cơ. Mình phải có Epic Quest thì mới được. Mình được tăng team stamina lên đúng không? Mình nhìn thấy như vậy. Ok, Epic Quest này. Chọn cái con này trước này. Đó. Hồi chiêu chưa? Strong. Một chiêu. Thêm một chiêu nữa là sẽ giết được nó rồi. Epic Quest hồi chưa ta? Năng lượng có đủ không? Liệu rằng năng lượng cũng không đủ rồi. Chắc là mình sẽ đợi hồi thôi nhỉ. Thôi, đợi hồi thôi. Rồi, con này vì đã hết cái ấy thì nó sẽ tạo cho hồi năng lượng. Tạo ra hồi cái năng lượng kháng độc. Cũng được. Thôi để đánh kia đánh đi. Để kia đánh nốt đi. Có Epic Quest chưa nhỉ? Có rồi, và Kin. Mình rất thích con này luôn đấy. Nhìn cho nó hài. Mà nó mạnh nữa, nó rất là mạnh. Nó y như con người hùng tia chớp. Anh hùng tia chớp. Nhưng mình thích nó hơn vì nó có chiêu Epic Quest. Xong.
chúng ta đánh một trận này rất là nhanh, không lâu như nếu mà sử dụng cái chiêu team của Bronte các thứ. Rồi chúng ta sẽ quay nào, và hy vọng trong này của chúng ta sẽ ra được đó chính là cái gì đây. Game ui có một ô nữa kìa, game nó phải là thành mười mấy game ấy nào. Cửa 302 đấy, cửa 302 vẫn là bóng tối và lá rồi, mình vẫn có thể búp đam được cho con kia, rất tốt, rất là hợp lý luôn. Búp đam lên Epic Quest 15k, mình có tăng đam lên rồi, để mình cứ xong thôi, đơn giản chết luôn. Một chiêu 20k. Nếu mà không Epic Quest rất là yếu luôn, dù tăng đam lên rồi chấp nhận thôi. Có thể kháng poison à? Được, ok, giết con lợn đi, giết con lợn này trước nào, nào, nào. 10k máu đây, vừa strong attack vừa được cộng thêm đam nữa thì còn gì bằng. Wow, thì sướng vãi. Nhưng vấn đề là không có Epic Quest là thành phế luôn, phế vật luôn. Hết năng lượng. Ok, chúng ta sẽ búp cái hồi stamina lên là hợp lý hơn. Tất cả chém mình cho cầm lên cái bóng tối kìa mà. Không cần phải làm gì để nó giết nốt đi, có Epic Quest hồi rồi mà. Epic Quest này đúng là phần thưởng ở trong phần team có khác, ngon hơn hẳn đúng không? Xong, chúng ta sẽ chiến thắng nó và chúng ta sẽ được 2 sao ở đây. Ok, chúng ta sẽ được thêm 266.000 thức ăn và 305.000 vàng. Oh, game, không được. Nó cho 14.000 thôi. Khủi bắp vãi. Còn 8 phút nữa. Mình còn một trận nữa mà. Nó hồi rồi. Sấm sét này, yes. Nhưng mà sau là một đàn voi mammut. Sau là sẽ là một đàn voi mammut nhá. Griffin. Búp đam lên. Tăng đam lên. 100% đam. Và phải giết con đầu tiên. Epic Quest. Thật ra thì cũng không cần lắm. Có vẻ như mình cũng không cần chiêu cho lắm. Như con này chiêu này thì vẫn làm đam bình thường. Đúng rồi, tốt quá nhờ. Chiêu poison này thì chưa biết được nó này. Không có tuyệt kỹ nhờ. Nếu có tuyệt kỹ thì quá ngon. Còn búp đam không? À không không, con này chỉ búp đam trong vòng 2 turn thôi. Bây giờ đã khá hết rồi. Có kiểu búp đam mãi mãi thì ngon đúng không? Nhưng mà không có. Rất tiếc là không có búp đam mãi mãi đâu. Còn một con cuối cùng là mình sẽ cân được cái wave 1 của team nó. Cả wave 1 mình đã giết được rồi. Bây giờ sẽ sang wave 2. Ok, chúng ta có tuyệt kỹ đây. Dùng luôn. Bao nhiêu năm đã trôi qua và bây giờ mình được đánh phát. Có vài mammut. Ok, trừ một nửa cái năng lượng của nó thôi. Đúng rồi, mình chưa kịp hồi đúng không? Chưa kịp hồi năng lượng đúng không? Tạo lớp giáp đi, tạo mấy điểm siêu đi. Lên. Khiêng này. Húc cả ngày. À, cũng tạo siêu ạ. Bộ xương voi. Nó dụng cả xương voi vào người mình. Bị stun. Tốt nhờ. Tường. Tường bằng xương. Ok, chúng ta sẽ hồi năng lượng cho bọn này. Nếu thế đánh đóng băng của nó đi. Vỡ giáp luôn. Đúng không? Còn gì là bằng nữa đúng không? Happy Quest, bây giờ là tiếp tục là chiến đấu. 10k. Cứ một lần đánh sẽ được cộng thêm máu anh em ạ. Rất là ngon. Bây giờ không có Happy Quest rồi. Có thiệt chiêu. Tuyệt kỹ. Thích vãi, nhìn con hoàng tử ếch nhìn trông đẹp vãi. Nhìn người nó cứ nhún nhún nhảy nhảy. Một con mới. Được rồi, chúng ta đã xong rồi. Level 303, mình đã clear xong level 303. Và con thưởng game thì thưởng đây. Cũng không trông đợi gì vào game cả. Rất là khó. Team Strength level 2. Không có game đâu. Chắc chắn sẽ không có game rồi.
Ok, quay trở ra đã. Một số cái nhiệm vụ mình đang làm dở cái daily mission chưa xong, còn nhiều thứ chưa làm lắm. Qua online có hai người online kìa, quay xin con khỉ kìa. Xem có cái sự kiện gì đã diễn ra đây không nhờ. Cái vàng này thì mình đã vượt quá rồi. Collect gold, thu thập gold, 40 gold thì sẽ đổi lại là 20 game. Đó, tất cả những lý do hay ho ở trong này. Và multiplay sẽ là một cái lựa chọn. Ok, kết thúc sự kiện chúng ta được thêm op 70 heroic op. Bây giờ nó sẽ reset rank rồi. Season 28 con mắt trông khá đẹp. Chưa có nên cần đến đổi team không nhỉ, cho nó vui tí. Team này mình sẽ bỏ con này đi, bỏ con này đi, nhưng bỏ đi hết thì ai cần team đây? Vậy thì ai sẽ cần team? Tốc độ có ổn không thì cho này vào đi. Chris Andre là lựa chọn phòng thủ rất tốt, có thể được. Và Nos đánh luôn. Tốc độ mình có vẻ hơi chậm. Nhờ, đúng không? Và team trong này đều là team rất là khỏe. Level 100, đều trang bị như runner rất rất xịn. Level 4. Mình level 4, level 5 đấy, chẳng phải ngán. Chẳng phải ngán con gì cả. Mình có Chris Andre rất là tốt, tốc độ rất là ổn. Khống chế quá tuyệt vời. Phải nói như vậy, tăng đam lên. Một khi để Hoàng tử X ra tay thì chúng ta sẽ có sức mạnh rất là lớn này. Và giữ cái này trước này. Cái này rất là nguy hiểm. Thì nó rất là nguy hiểm luôn. Khi một khi nó tăng đam thì chú chẳng phải đủ tuổi làm anh có thể suy chuyển được cái gì cả. Một chiều 32 cả. Khỏe với những con top hạng A rồi đấy. Chứ chẳng đùa. Đúng là như vậy. Ở đây thì anh sọc chú chết luôn. Con này mũi thứ hai. Đội mũ lên em. What the hell. Epic quest này, epic quest cho con kia thôi. Anh không cần. Anh không cần luôn. Ok, con này thì không giết được. Chiều này, sau khi giết xong chú đấy, anh sẽ chuyển sang kia. Ơi trời, còn có tí máu kìa. Ok. Nó stun mà. Giết con trên đi. Con trên bị epic quest đúng không? Mình hết sạch năng lượng rồi. Có năng lượng thêm thì mình có thể đánh thêm được nữa. Buồn. Buồn của anh. Ôi, nó chết luôn vì độc à. Đậu xanh rau má. Thôi để chị xử lý nốt cho em. Và nốt này, tiền có thể mua được cái không? Khỏe mà. Châu bỏ phết cái team mới cho sức mạnh không, không phải đáng, không phải đấy đâu. Không phải đùa đâu. Nó cho hẳn một cái runner level 1. Thật là đùa nhau đấy. Ok, cho chạy World 2 và cho sẽ đấu với một cái team nào đây? Green Apple mình cũng chẳng sợ. Thật sự team này mình cũng chẳng sợ. Tốc độ có hơn được ta không? Tốc độ này hơi hơi chậm. Ta hơi chậm. Tốc độ tốt quá nhờ. Love Retouch khả năng stun, liệu đáng stun được không? Thì không biết. Hai con stun thôi. Ô, cái gì đấy, cái gì đấy? Fraser đậu xanh rau muống rồi, bị Fraser rồi, chính con băng bị đậu xanh. Này thì đánh sao đây? Green Apple. Một trận chiến khó chịu đây. Chúng ta đánh con này trước này. 37.000 máu. Ơ. À, điều khiển tâm trí à? Hay sao ta? Quái nào à, mình bị ấy giật đam lại thôi chứ không có gì nhiều. Này này, mình giết con này trước này. Dồn toàn bộ đam có thể có vào người nó. Mày này. Mày tưởng mày là ai? Mày là VIP à? Hồi máu ghê thế. Đậu xanh. Nó hồi máu này. Mày quái vật à? Quái vật phương nào vậy? Hồi máu hộ giao cái nữa nào. Xem có hồi máu được không? Xem có hồi máu được không? Quyết tâm giết nó mà. Và đã thành công. Ừ, rồi, nhảy. Bleeding nha.
Giảm đam thì giảm chứ mình vẫn đánh được như thường. Không heal đúng không? Nó một cái quái gì người nói nhỉ? Rồi nếu không heal thì tôi sẽ đóng băng vậy. Đóng băng hai bé luôn. Vào đây. Con này không kịp hồi năng lượng cơ. Khoảng từ X ra cần hồi năng lượng rồi. Nó hết turn đấy. Bây giờ mình sẽ chém từng con một. Con Green Apple này. Green Apple này. Đập ngược đi. Yes. Ok. Good life. Xong. Chúng ta có thể hạ gục xong rồi. Chắc mình sẽ ra và bắt đầu đi sinh sản một số con đi nhờ. Có vẻ hay ho đấy. Chúng ta có rất là nhiều con mới. Và mình sẽ sinh sản con gì với nhau đây? Hôm nay à? Hôm nay sẽ sinh sản con gì nhờ? Chúng ta có một số chỗ ô trống ở chỗ kia thì mình sẽ sinh sản luôn đi. Ồ, 70 op luôn kìa. Nó vượt cộng vào cho mình đúng không? Cái ô trống để sinh sản đâu nhỉ? Phía dưới này. Đây. Những con mới sẽ được sinh sản với nhau đi anh em. Được. Mình đang suy nghĩ xem sinh sản với ai đây. Khá là khó. Có Bronte đúng không? Được rồi, Bronte này. Sinh sản với một con Razu đi. Đấy. Thử xem nào. Yes. Nhìn trông hoành tráng nha. Hoành tráng. Còn cái múa kiếm. Một con thì là cây búa tạ. Ok, và chúng ta sẽ kêu tạm biệt đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Monster Legend. Bye bye.